Đức giáo hoàng Francis sẽ gặp giới trẻ Argentina, tin từ Rio de Janeiro. Giới chức tòa thánh Vatican đã mở họp báo để thông báo sự thay đổi trong chương trình của Đức giáo hoàng trong lúc ở Brazil, trong đó có cuộc gặp mặt người trẻ đến từ Argentina. Đức giáo hoàng sẽ gặp các thanh niên Argentina tại Vương cung Thánh đường Rio trong ngày thứ Năm, sau khi ngài viếng thăm người dân trong một khu nhà nghèo. Đức giáo hoàng sẽ tới Vương cung Thánh đường, nơi vài ngàn thanh niên Argentina sẽ chờ đợi ngài. Các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin cũng sẽ bay sang Brazil để gặp Đức Giáo Hoàng. Chuyến viếng thăm Brazil đã được gọi là chuyến hồi hương vì Đức Giáo Hoàng là người Argentina thuộc châu Mỹ Latin. Đức cha Federico Lombardi cho biết buổi lễ rao giảng ngoài trời ngày Chủ nhật sẽ có mặt các tổng thống Argentina, tổng thống Bolivia và tổng thống Surinam, phó tổng thống Uruguay và phó tổng thống Panama. Sẽ còn có nhiều nguyên thủ quốc gia khác nhưng hiện giờ chưa biết rõ. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ đi trực thăng tới thành phố Aparecida, cách Rio de Janeiro khoảng 150 cây số theo hướng Tây Nam, để viếng thăm ngôi đền Đức Mẹ Aparecida, được coi là vị thần hộ mạng của quốc gia Brazil. Trong thời gian ở Brazil, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị và thương mại Brazil.